Hello, hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG Reaction. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục phần trận đấu phá thương khung phần 4 tập 28 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 29. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Tiếp nhận giấy, Lạp Lan Túc liếc mắt một cái, trên khuôn mặt cũng không bởi vì dược liệu trầm quý mà biến sắc. Dặn dò một tiếng, sai một thị nữ dựa theo trên giấy viết đến thương khố của gia tộc lấy một đồ vật mang tới. Cả một quá trình, Lạp Lan Túc ứng không có lửa điểm chần chừ, nghiễm nhiên là một bộ dáng có một đại tài chủ. Nhìn thị nữ ra ngoài, Lạp Lan Kiệt mặc lại quần áo hướng về Tiêu Viêm cười rồi nói: "Ây, Nham Kiều huynh đệ, chúng ta đến phòng khách đợi một chút, lập tức đồ vật của người cần sẽ được mang đến." "Được rồi." Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm cất bước đi theo Lạp Lan Kiệt hai người. Ra đến cửa, xuyên qua một hành lang u tĩnh, ba người tiến vào một phòng khách xa hoa. Vừa mới ngồi xuống, một thị nữ đã nhanh chóng dâng trà thơm, sau đó khom người trở ra. Lưng chung trà lên, chậm rãi mân mê, Lạp Lan Kiệt cười nói: "Nham Kiều huynh đệ, ta nghĩ ngươi lần này đến đế đô hẳn là vì tham gia luyện dược sư đại hội." "Đúng vậy." Một bên Lạp Lan Túc cười rồi lại nói tiếp: "À, đại hội lần này là quần hùng hội tụ, xem ra có trò hay để nhìn rồi." Tiêu Viêm cười cười rồi nói: "Ta bất quá chỉ là đến xem một chút náo nhiệt mà thôi, không bản lãnh gì cùng người tranh đoạt." "Ồ, ngươi thật khách khí, có được dị hỏa, loại tuyệt kỹ như vậy, ngươi lần này không muốn tỏa sáng cũng không được." Lạp Lan Kiệt lắc đầu, chợt cười rồi nói: "Trước khi đại hội diễn ra, không thể thiếu một ít luyện tập. Nham Kiêu tiểu huynh đệ nếu là cần tài liệu gì, có thể thương lượng cùng chúng ta, chỉ cần Lạp Lan gia tộc có, tuyệt đối sẽ không keo kiệt." Mân mê chén nước trà, Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, muốn thu phục ta hay sao? Một luyện dược sư có được dị hỏa, tiền đồ như thế nào, Lạp Lan Kiệt thân là cường giả tự nhiên là rõ ràng nhất. Cho nên hiện tại Tiêu Viêm mặc dù chỉ mới là nhị phẩm cấp bậc, có điều hắn vẫn như cũ là không tiếc giúp sức, nếu là Tiêu Viêm thật sự y như lời hắn nói, tùy ý nhận lấy tài liệu của Lạp Lan gia tộc, như vậy ngày sau nếu hắn muốn đối phương cam kết trở thành luyện dược sư của Lạp Lan gia tộc, đến lúc đó thịt người khó tiêu, muốn cự tuyệt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Viêm không trực tiếp cự tuyệt, chỉ bất quá hàm hồ nói, ý tứ cũng không có cái gì đáp ứng: "Chờ ta khi cần sẽ trở lại tìm hai vị sau." Lạp Lan Kiệt là một lão thành tinh, đương nhiên là có thể hiểu được ý tứ của Tiêu Viêm, cười cười, nét mặt vẫn không có thể hiện ra vẻ gì thất vọng. Híp mắt cười cười bỏ qua chủ đề này, ngược lại tùy ý hỏi thăm Tiêu Viêm một vài tin tức khác. "Ây, không biết sư phụ của Nham Kiêu tiểu huynh đệ là người phương nào? Già ma đế quốc luyện dược sư nổi danh ta cũng có thể nhận thức được hơn phân nửa, nhưng lại thật đúng là không có nghe nói qua ai có đệ tử tuổi tác như thế đã có được dị hóa." Tiêu Viêm lắc đầu cười rồi nói: "Sư phụ không thích lộ diện, trước này vẫn luôn ẩn cư. Trước khi xuất môn, lão nhân gia ông ta đã dặn dò không thể tiết lộ tin tức của ông." "Ồ, là như vậy sao? Ta đây cũng không làm khó tiểu huynh đệ." Nghe vậy, Lạp Lan Kiệt cười gật đầu, trong lòng lại lẩm bẩm: "Là cường giả lánh đời sao? Lấy tuổi tác của Nham Kiêu, tự nhiên là khó có khả năng một mình thu phục được dị hóa. Nói vậy trong việc này, sư phụ của hắn giúp cũng không ít. Cường giả có thể thu phục dị hóa, ít nhất cũng là cấp bậc đấu hoàng cường giả. Xem ra thế lực sau lưng tiểu tử này cũng không thể là khinh thường. Người như thế, nếu có thể mượn sức của hắn, chỗ tốt tự nhiên là nhiều hơn." Tiêu Viêm thờ ơ không có trả lời. Thời gian chậm rãi đi qua, thị nữ đi lấy dược tài vừa rồi bưng theo một cái mâm bạc dáng người phất phơ tiến vào trong đại sảnh, cung kính đặt ở một chiếc bàn bên cạnh Tiêu Viêm. Liếc nhìn dược liệu trong mâm được bảo tồn cực kỳ là hoàn mỹ, Tiêu Viêm gật đầu, xem ra Lạp Lan gia tộc cũng có người am hiểu được cách chăm sóc dược liệu. Cẩn thận thu đám dược liệu vào trong lạp giới, Tiêu Viêm cũng không có ý muốn lưu lại, lập tức đứng dậy cáo từ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đứng dậy, Lạp Lan Kiệt cũng vội vã đứng dậy, sau đó cùng Lạp Lan Túc sóng vai đi ra đại sảnh. "Vậy chúng ta được tiễn Nham Kiêu tiểu huynh đệ." Đi ra đến đại sảnh, hành tẩu trên con đường nhỏ, Lạp Lan gia tộc tộc nhân đều là nhanh chóng tiến tới hành lễ. Đợi sau khi ba người đi qua mới ngơ ngác nhìn nhau, lập tức đưa ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Tiêu Viêm. Ở Gia Ma Thánh Thành có tư cách để Lạp Lan gia tộc lão gia tử cùng với tộc trưởng đồng thời cùng tiễn, giống như là không vượt qua 5 người, mà người này giống như là bất quá chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi, cư nhiên cũng có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ như vậy hay sao? Bước đi dưới nhiều ánh mắt kinh ngạc, ba người rốt cuộc đi tới đại môn. Tiêu Viêm quay về Lạp Lan Kiệt hai người, hơi hạ thấp người, vừa muốn rời đi, khóe mắt phiền động đột nhiên đứng lại, nhìn hai bóng người chậm rãi hướng Lạp Lan gia tộc đi tới. Hai bóng người, một nam một nữ, nữ tử thân mặc một bộ váy trắng, tay áo buông lỏng, váy dài xinh đẹp yếu nhã khiến cho người khác có chút mỹ cảm, nụ cười xinh đẹp làm động lòng các nam nhân đi qua tầm mắt.
Lam Tử thân mặc bộ luyện dược sư trường bào, tuổi vẫn còn trẻ, vóc người cao ngất, nhìn qua bất quá chỉ khoảng 20, khuôn mặt anh tuấn, đường nét tự nhiên là đào sắc, lộ ra có chút cảm giác âm nhu, trên khuôn mặt thể hiện ra vẻ nhu hòa, cực dễ dàng đả động nội tâm của nhiều nữ tử. Cùng với người này, cùng Tiêu Viêm sau khi dịch dung, quả thực đúng là cách xa một trời một vực. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất vẫn là luyện dược sư huy chương được gắn trên lồng ngực của thanh niên kia. Phía trên ba đạo màu bạc gợn sóng tạo ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ quang mang chói mắt, vốn đang bởi vì đối phương có mỹ nhân như thế làm bạn, trong lòng những người đi đường đều có hơi chút tức giận. Nhưng mà khi nhìn thấy ba đạo màu bạc gợn sóng, đầu tiên cảm giác thử ra, chợt trong ánh mắt xem thường, tự động chuyển đổi thành một loại kính sợ đối với cường giả. Một nam một nữ chậm rãi đi tới, trai tài gái sắc, giống như là một đôi tình nhân hoàn mỹ, hấp dẫn ngã tư đường không ít tầm mắt chú ý. Lập tức từng đạo ánh mắt kinh diễm hâm mộ đều là tập trung đến, hai người nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trên đường. Ánh mắt của Tiêu Viêm dừng thật lâu ở trên hai người, một bên Lạp Lan Kiệt cùng với Lạp Lan Túc cũng đã chú ý tới hai người đang lại đây. Khi mà ánh mắt bọn họ đảo đến Lam Tử bên cạnh Lạp Lan Yên Nhiên, mỗi người vẻ mặt có chút bất đồng, nhìn chăm chăm hai người chậm rãi đi tới. Tiêu Viêm cúi đầu, trong lòng không biết vì sao mơ hồ xuất hiện sự tức giận. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo. Hắn biết tuy nói là nữ nhân đối diện trước mặt đã không còn tình cảm, nhưng mặc kệ như thế nào, làm cũng từng thiếu chút nữa trở thành nữ nhân của mình. Hiện giờ nhìn thấy nàng cùng với Lam Tử khác cười nói cùng nhau, trong lòng tự nhiên là có một điểm cay đắng. Ngẩng đầu lên, tâm tình trong mắt Tiêu Viêm hoàn toàn thu liễm, bình tĩnh nhìn hai người đang đi tới trước mặt. Đi tới chỗ đại môn, Lạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là cùng Lạp Lan Kiệt hai người bắt chuyện, sau đó mỉm cười quay sang Tiêu Viêm rồi nói: "Nham Kiều tiên sinh, hôm nay lại phiền toái người rồi." Tiêu Viêm vẫn chưa mở miệng đáp lời, chỉ là lắc đầu. Khuôn mặt được băng tàm da mặt bao trùm, giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cùng với Tiêu Viêm ở chung một thời gian, Lạp Lan Yên Nhiên cũng biết tính tình lạnh nhạt của hắn, cũng không quá mức để ý, liền chỉ vào Lam Tử bên cạnh cười rồi nói: "Nham Kiều tiên sinh, đây là bằng hữu của ta, Liễu Linh, hắn cũng là một luyện dược sư." "Người tốt, Nham Kiều tiên sinh." Tên Nam Tử anh tuấn vươn tay đến, nhìn Tiêu Viêm mỉm cười nói, nụ cười âm nhu nhìn qua có vẻ có chút chân thành. "Không có việc gì." Vươn tay đến nắm tay đối phương, Tiêu Viêm bình tĩnh rồi nói, con ngươi nhìn chăm chú vào Liễu Linh. Từ sau khi ly khai Ô Thản Thành, người thanh liền trước mặt lần đầu tiên khiến cho Tiêu Viêm trong lòng dâng lên sự coi trọng. Tuổi tác như vậy có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư, thiên phú bậc này so với Tiêu Viêm không yếu hơn bao nhiêu. "Liễu Linh tiểu tử, ngươi không đi theo sư phụ ngươi luyện tập luyện đan thuật, sao lại chạy tới đây?" Lạp Lan Kiệt liếc mắt nhìn tên Lam Tử cực kỳ ưu tú này, trong lòng thở dài. Liễu Linh giống như là thanh niên ưu tú nhất mà hắn gặp qua trong nhiều năm gần đây. Bàn về thiên phú cùng với thực lực, Lam Tử này cũng thật xứng đôi với cháu gái của mình. Nhưng hắn cũng biết cháu gái của chính mình cực kỳ cao ngạo, đối với vị thanh niên cùng tuổi nổi tiếng này có lẽ cũng có một điểm hảo cảm, mặc dù tiêu hảo cảm này còn xa mới tiến tới tình cảm. Nhưng mà quen Liễu Linh nhiều năm như vậy, ít ra cũng làm cho làng có một tình cảm khác giới so với những người cùng với lứa tuổi. Song Liễu Linh đích xác rất là ưu tú, bất quá tại trong lòng của Lạp Lan Kiệt, thủy chung nghĩ đến ước định làm đó cùng với lão bằng hữu, nghĩ tới tiểu tử của Tiêu gia đã bị thổi hôn kia, hắn trong lòng vẫn tràn đầy áy náy cùng với bất đắc dĩ. Cho nên đối với việc thân cận của Liễu Linh cùng Lạp Lan Yên Nhiên cũng có chút không muốn, hắn giống như là vẫn có ý muốn phục hồi lại cái búp bê đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ kia. Ngày đại hội bắt đầu sắp đến, đại hội này tụ tập vô số cường giả đế quốc luyện dược sư, núi cao còn có núi cao hơn, cho nên sư phụ để ta trước hết xuống núi kiến thức qua một chút, mặt khác thì sư phụ cũng qua ta gửi lời hỏi thăm tới lão nhân gia. Liễu Linh hơi hạ thấp người mỉm cười trả lời. Liễu Linh đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Viêm lại cười nói, Nham Kiêu tiên sinh, không nghĩ tới người tuổi tác như thế này mà có khả năng giúp lão gia tử trục xuất lạc độc, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc. Lúc đầu sư phụ cũng đến xem qua nhưng lại không có chút biện pháp nào, nói vậy Nham Kiêu tiên sinh hẳn là có được dị hỏa trong truyền thuyết rồi. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm nhìn Liễu Linh rồi hỏi, sư phụ của người là ai? Sư phụ của ta là Cổ Hà. Liễu Linh nhu hòa cười nói, khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, mặc dù cho dấu thâm sâu nhưng vẫn như cũ là tiết lộ ra. Đan vương Cổ Hà sao? Trong lòng thấp giọng thì thào một tiếng. Tiêu Viêm hơi gật đầu, trên khuôn mặt lạnh nhạt vẫn không bởi vì cái tên danh chấn Già Ma đế quốc này mà động lưng. Bộ sáng bình tĩnh của Tiêu Viêm làm cho Liễu Linh ngẩn ra. Có thể trở thành đan vương Cổ Hà thân truyền đệ tử vẫn là chuyện hắn lấy làm kiêu hãnh nhất, nhưng lại trong mắt thanh liền trước mặt này giống như cũng không phải là cái chuyện gì quá lớn. Lông mày lập tức hơi cau lại nhưng rất nhanh giãn ra, nhìn Tiêu Viêm mỉm cười rồi nói, không biết tục danh của sư phụ Nham Kiều tiên sinh. Sư phụ của ta chỉ là người sơn dã mà thôi, không có thanh danh lớn như là đan vương Cổ Hà, không nhắc đến cũng chẳng sao. Tiêu Viêm cười cười thản nhiên nói, khí chất lãnh đạm.
nhưng mà thật ra lại làm cho Lạp Lan Kiệt cùng với Lạp Lan Yên Nhiên mấy người có chút nghi ngờ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước Đấu Phá Tương Cung phần 4 tập 29 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.